Pacquiao sẽ hủy diệt McGregor trong vòng 3 hiệp. Huấn luyện viên của Manny Pacquiao khẳng định rằng huyền thoại người Philippines có thể hủy diệt Conor McGregor nhanh hơn nhiều so với Floyd Mayweather. Kể từ thời điểm gã điên bước chân vào võ đài quyền Anh để đối đầu với Mayweather vào năm 2017, trong trận đấu mà võ sĩ người Mỹ đã thắng sau 10 hiệp, thì anh đã được liên kết với Pacquiao về một cuộc so tài. Tuy vậy, huấn luyện viên về sức khỏe của Pacquiao là Justin Forton nhấn mạnh rằng trận đấu với đối thủ người Iceland là không đáng, trước khi khẳng định nếu họ chạm trán, Pacman sẽ hạ gục McGregor chỉ trong 3 hiệp. Trả lời phỏng vấn tờ Manila Times, Forton cho biết, tại sao phải khiến gã đó giàu có và nó sẽ không mang lại nhiều về mặt tài sản cho Manny. Nhưng đây chỉ là ý kiến của tôi, Manny sẽ là võ sĩ vĩ đại nhất lịch sử khi anh ấy kết thúc sự nghiệp, bởi vì chưa ai từng làm được giống những gì anh ấy đã làm ở boxing. Tại sao phải hủy hoại tài sản của mình vì một gã như McGregor? Manny sẽ hủy diệt Conor McGregor trong vòng 3 hiệp. Anh ta sẽ xóa sổ đối thủ một cách nhanh chóng và mạnh mẽ. McGregor không là gì cả. Thực tế, ngôi sao UFC đến từ Ireland đã giải nghệ vào tháng 6 vừa qua do chán nản trong việc tìm kiếm đối thủ ở môn thể thao này. Và nhà vô địch 41 tuổi Pacquiao cũng chưa thượng đài lần nào kể từ sau chiến thắng trước Kesterman vào tháng 7 năm 2019. Vậy nên để hai nhân vật nổi danh này đối đầu trên võ đài, thì rõ ràng các nhà tổ chức còn rất nhiều việc phải làm ở phía trước. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Bí mật những cú đấm trời giáng trong boxing khiến võ sĩ mất trí nhớ tạm thời. Những chấn thương liên quan đến não bộ, đặc biệt là chấn động não, là một vấn đề nhức nhối nhưng lại ít được đề cập trong thể thao đối kháng. Thể thao đối kháng, đặc biệt là MMA và boxing, luôn đi kèm với những cú đấm, những cú knockout. Găng tay có thể bảo vệ các võ sĩ khỏi các vết bầm tím, nhưng không thể làm giảm chấn động não, bởi vậy những cú đấm vẫn sẽ gây ra hậu quả rất nặng nề. Ăn cú đấm từ một võ sĩ nặng hơn 90kg không hề dễ chịu chút nào. Võ sĩ boxing người Mỹ Nick Prapa kể lại trải nghiệm thượng đài của chính bản thân anh. Cảm giác như mọi thông tin trong bộ não đã loạn cào cào, không thể nhớ ra mình đang ở đâu, đang làm gì, mọi thứ trước mắt bỗng trở nên trắng lóa. Kể cả khi tầm nhìn có thể khôi phục lại sau vài giây, cảm giác bồn chồn mất phương hướng vẫn còn. Tinh thần của một võ sĩ muốn bạn tiếp tục đứng lên và chiến đấu, nhưng đôi chân thì đã nhũn như bún và không thể kiểm soát nổi. Găng tay có thể bảo vệ các võ sĩ khỏi các vết bầm tím, nhưng không làm giảm chấn động não, bởi vậy những cú đấm sẽ vẫn gây ra hậu quả rất nặng nề. Vậy những cú đấm sẽ gây tổn thương đến não bộ như thế nào? Bộ não về cơ bản rất dễ tổn thương, bởi nó chỉ là một tập hợp mô mềm và mạch máu bên trong hộp sọ. Khi trúng một cú đấm từ đối thủ, não sẽ bị xô khỏi vị trí của nó và chạm vào mặt của hộp sọ. Bị va đập, các neuron sẽ bị kéo căng dẫn đến tổn thương và đứt gãy. Không chỉ bản thân não bộ màng não, mà sẽ chịu nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng từ những va đập như vậy. Quá trình này sẽ gây ra hậu quả từ ù tai, nói lắp, mất thăng bằng, cho đến bất tỉnh và thậm chí tử vong. Kể cả trong những chấn động không quá nghiêm trọng, người võ sĩ cũng sẽ cần một thời gian dài đến hàng tuần để các neuron hồi phục, nếu không muốn nhận hậu quả lâu dài về sau. Cùng về những cú đấm, phần nhiều khán giả vẫn nghĩ một cú đấm đánh gục đối thủ ngay từ hiệp 1 nhìn có vẻ đáng sợ. Nhưng trên góc nhìn y khoa, những cú đấm knock out ngay từ những hiệp đấu sớm của trận đấu lại ít nguy hiểm hơn những loạt combo ở cuối trận. Điều này có thể được lý giải bởi việc toàn bộ quá trình bị knock out của một võ sĩ là do chính não bộ chủ động tắt điện để tự động bảo vệ bản thân. Giải thích cho cú đấm knock out, tiến sĩ Anthony Alessi, một trong những bác sĩ đầu ngành về thể thao đối kháng đã chia sẻ. Thông thường thì các ion kali nằm bên ngoài tế bào thần kinh neuron, natri và canxi nằm ở màng bao phía ngoài tế bào. Tiến sĩ Alessi giải thích, khi bạn nhận một cú đấm vào đầu, sẽ có một chấn động tác động vào màng tế bào thần kinh, khiến các ion canxi bị tràn vào bên trong neuron. Chúng ta gọi trạng thái đó là khi neuron bị úng canxi. Những ion này sẽ gây tổn thương lên toàn bộ tế bào, và nếu để lâu một chút thì toàn bộ tế bào sẽ tử vong. Để tự cứu vãn và đưa các ion trở lại trạng thái cân bằng, các tế bào thần kinh có những hệ thống bơm tinh vi cấp tốc rút hết các canxi ra ngoài thành tế bào. Việc này tiêu hao khá năng lượng, do vậy não sẽ chủ động cúp máy, và đó là lý do tại sao chúng ta bị knock out.
Khác với trường hợp bị knockout sớm, một võ sĩ đã thi đấu đến 8 đến 12 hiệp boxing thường đã phải chịu rất nhiều cú đấm trong suốt trận đấu, nhất là nếu cuộc chơi thiên về hướng đôi công. Cứ với những cú đấm trúng đầu, kèm thêm việc võ sĩ bị mất nước, hụt điện giải trong quá trình thi đấu căng thẳng, thì nguy cơ não bộ, nhất là màng não bị dập, bị tổn thương bởi những cú đấm lại càng tăng. Trong trường hợp tệ nhất, những cú đấm đó sẽ không chỉ gây ra chấn động não, mà còn gây ra xuất huyết não và dẫn đến tử vong như trường hợp đau lòng của võ sĩ người Nga Maxim Dasarev mới đây. Bởi vậy, kỹ năng hiểu biết và kinh nghiệm của trọng tài và bác sĩ sàn đấu, những người quyết định cho dừng hay tiếp tục trận đấu, là những nhân tố đầu tiên phải xét đến khi tìm cách ngăn ngừa những tai nạn về não cho võ sĩ. Theo sau là sự tinh ý đến từ huấn luyện viên và đồng đội, những người có thể nhận ra tình trạng khác thường của võ sĩ có đến mức nguy hiểm hay không. Dẫu sao đó vẫn chỉ là những nhân tố rất chủ quan. Trong năm 2017 đã có đề xuất về việc gắn cảm biến sensor vào găng để đo sức công phá của những cú đấm, giúp tính toán một phần mức độ nguy hiểm để cảnh báo với võ sĩ đã nhận đòn quá nhiều. Tuy nhiên do giá thành quá đắt đỏ và những khó khăn trong việc xác định các công thức tính toán, đây là một đề án vẫn cần nghiên cứu trước khi triển khai. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Siêu võ sĩ huyền thoại đã thay đổi boxing trước thời Mike Tyson. Boxing hiện tại dường như chẳng còn lưu giữ bất kỳ nét tương đồng nào với boxing cổ điển thuở trước. Sự thay đổi đến chóng mặt này chính là nhờ Jogan, quyền anh cổ điển trước thời Jogan. Ở thời kỳ cuối của quyền anh tay trần và bắt đầu thời quyền anh sỏ găng, quyền anh phát triển với lối đánh Iceland tiêu biểu. Phần lớn do ảnh hưởng từ quyền anh tay trần và chất lượng găng thời kỳ đầu, các võ sĩ khi thi đấu cũng chỉ mang tư duy đánh knockout đối thủ. Thậm chí hệ thống tính điểm của boxing bấy giờ vẫn còn rất mơ hồ và mông lung, cho nên các võ sĩ càng phải lệ thuộc nhiều hơn vào knockout. Để hạn chế những vết cắt, những võ sĩ tay trần thường hơi ngả người về sau để dùng tay trước như một thứ vũ khí giữ khoảng cách an toàn. Những vị trí dễ tạo ra những vết cắt nhất lại là những vị trí từ gò má trở lên. Do đó võ sĩ quyền anh Ireland cổ điển cũng thường ngửa đầu lên để tạo thêm khoảng cách trước đối thủ. Nguyên nhân hình thành lối đánh này là vì quyền anh tay trần thật sự nguy hiểm và sẽ dễ dàng gây ra những vết cắt lớn trên mặt. Những vết cắt sẽ đổ máu và hạn chế tầm nhìn của võ sĩ. Quyền anh cổ điển chú trọng vào sức mạnh của từng cú đấm và những pha knockout. Dù vậy với Jogan thì khác, thay vì tập trung vào sức mạnh như những bậc tiền bối, Jogan chọn việc phát triển chiến thuật thi đấu để tìm kiếm knockout. Cũng chính vì lối tư duy độc đáo này, Jogan vô tình trở thành cha đẻ của phong cách boxing hiện đại. Jogan, gã mọi định hình boxing hiện đại. Jogan sinh ra tại Baltimore, Maryland vào ngày 24 tháng 11 năm 1874, sinh ra trong thời kỳ người da đen bị phân biệt đối xử gần như là thú vật. Jogan vẫn đạt được sự công nhận từ tầng lớp da trắng ở Mỹ. Nhà vô địch thế giới đầu tiên John Sullivan, dù nổi tiếng là một tay kỳ thị da màu, vẫn phải nể phục Jogan. Tôi chưa bao giờ thích một gã da màu thi đấu quyền anh, nhưng Gunn chính là tay đấm lightweight giỏi nhất mà tôi từng biết. Gunn chính là võ sĩ nhanh nhẹn, đầy uy lực và thông minh nhất hạng cân lightweight toàn thế giới. Jogan đã biết cách tối ưu các đòn giáp, nhấp thử và bẻ góc trước khi biến chúng kịp trở thành định nghĩa mới trong boxing. Ngoài việc trở thành nhà vô địch gốc châu Phi đầu tiên, sự nhạy bén kỹ thuật của ông cũng được xem là bậc nhất thời bấy giờ. Trong những kỹ thuật của ông không thể không kể đến những cú đánh vào vùng thân, kỹ thuật friend và khả năng sử dụng jab thượng thừa. Những cải tiến trong lối đánh của ông đã trở thành chuẩn mực cho boxing hiện đại ngày nay. Thế tấn, jab, footwork và chiến thuật nhiếp nhử tân thời. Jogan từ bỏ thế tấn ngửa cằm của boxing cổ điển, thay vào đó ông tập trung vào việc giữ thăng bằng hơn. Vì thế lối tấn công trọng tâm gù lưng trở thành một lựa chọn mới cho Jogan. So với thế tấn cổ điển, thế tấn tân thời của Jogan giải quyết được mọi yếu tố thăng bằng, di chuyển cũng như sự linh động giữa tấn công và phòng thủ. Bên cạnh đó, Jogan cũng đã bắt đầu phát triển một lối nhấp nhả flank hoàn toàn mới. Thay vì chỉ sử dụng tay để đánh lừa đối thủ, Jogan hiểu rằng ông có thể tận dụng toàn cơ hội để tạo ra những bài đánh lừa khó đoán.
Huyền đã phát triển một hệ thống phay từ đòn tay giả đến bước đi giả, thậm chí là body movement, chỉ để khiến đối thủ phản ứng. Ông cũng đưa ra khái niệm đòn mở và đòn kết thúc, thay vì chỉ tung những đòn đấm trời giáng và mong mỏi một pha knock out. Jogan là người đã định hình lại boxing khi mọi lối đánh đều phải phát triển dựa theo phong cách mới mà Jogan đưa ra từ hơn một thế kỷ trước. Có thể nói Jogan chính là nhà thông thái Aristotle của boxing. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo.